Qua Bằng Biên với bạn Kiệt mới đi học về hả? Có sữa. Trời ơi, đâu sữa gì vậy? Sữa Milu hả? Trời ơi, cái gì có đồ chơi quá trời kìa các bạn ơi. Đâu gì vậy? Ủa, nay Lộc có gì vậy? Nay có đồ cấp 4, đồ chơi cấp 4 các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, nay Lộc hả, có đồ chơi trúng thưởng nè. Đây, đồ chơi cái máy gấp thú này, giờ gấp này là trúng thưởng hả bạn? Lộc trúng thưởng gì vậy? Gấp thì trúng được nè, lấy đó bạn ơi. Wow, trúng được cái cặp bòi khủng long kìa. Wow, bánh với xúc xích nữa hả? Nè, bây giờ sẽ gấp. Rồi, cái này bán bao nhiêu một thẻ? 2.000. 2.000 một thẻ hả? Rồi, bạn Kiệt mua mấy thẻ bạn Kiệt? Mua 2 thẻ. Rồi, bán cho bạn Kiệt 2 thẻ. Pin có mua mấy thẻ? À, con mua luôn rồi, con bỏ thẻ vô nè, giờ mình anh Kiệt chơi nè nghe. Để coi trúng không nghe. Rồi, trúng màu nào lấy màu đó nha. À, được cái màu cam rồi. Còn nữa, còn thời gian nữa. Rồi, màu cam là trúng gì vậy bạn A Lộc? Bạn ơi. Ê, các bạn ơi, màu cam trúng được cái vòng xoay nè. Rồi, đẹp quá. Ôi wow, hết thời gian rồi. Hết rồi hả? Rồi tới Bằng Biên, tới Bằng Biên chơi đi. Còn không? Chúng ta chạy lên. Rồi thả xuống. Rồi nhanh lên, nhanh lên. Rồi Bằng Kiệt sắp thua rồi. Rồi hết giờ rồi. Rồi tới Biên chơi. Không kẹo. Chơi. Rồi. Đúng rồi, tới Pin bỏ thẻ vô nghe. Rồi. Còn một thẻ nữa các bạn ơi. Kẹt tới Pin gấp đi. Rồi, gấp lên. Wow, Pin hay quá. Rồi, gấp được màu gì vậy? Đã thả xuống Pin ơi, qua lỗ kìa. Đây, mình chỉ cho. Rồi, gạt qua lỗ. Thả xuống. Rồi, thả xuống. Bên kia, bên đây nè. Ê, ê, đừng chạy lên nữa. Wow, rồi, móc ra coi màu gì vậy? Màu thẻ, tới mình. Màu hồng là trúng gì? Màu trúng cái kiếm. Màu trúng cái kiếm hả? Nè, kiếm thì Pin ơi. Bà kiếm đẹp quá. Còn thẻ nữa hả? Con cũng còn thẻ chứ còn phải chơi nha. Rồi, còn một thẻ nữa các bạn ơi. Để các bạn Pin gấp trúng màu gì nha. À, rồi, lên rồi, tuột xuống, tuột xuống. Rồi, dè qua kia xíu. Rồi, rồi, ống rồi, dè qua kia xíu, đúng rồi. Rồi, hả không ra. Rồi, hả không ra. Nữa, nữa mạnh lên. Rồi, hay quá. Rồi, thả xuống lỗ nghe. Rồi, đi qua, ừ, đúng rồi. Rồi, đi xuống, đi xuống. Đi xuống, đi xuống á, đi xuống. Xuống bên kia kìa. Rồi, hay rồi. Có thẻ rồi hả? Rồi, tên Kiệt chơi đi, rồi bán cho bạn Pin 2 thẻ nữa đi. Nè, bán Pin thẻ nè. Rồi, tới rồi. Tới luôn rồi nè. Rồi, hết giờ. Rồi, thẻ nữa hả? Còn màu đỏ được này nha các bạn ơi. Đây, màu đỏ là được cái máy bắn nước nè các bạn ơi. Sao gửi vô không chạy các bạn? Rồi, Bằng Biên, bạn Kiệt bị nuốt thẻ rồi, tới Bằng Biên đi. Kỳ quá, bán rồi cho mừng một thẻ. Rồi, tới Bằng Biên nha. Bằng Biên. Rồi. Rồi, bỏ thẻ vô Biên ơi. Cũng kẹo. Bỏ thẻ vô, bỏ thẻ vô. Rồi Pin gấp đi. Rồi Pin ơi, con gấp cái màu đỏ đi, được cái máy bắn nước kìa. Rồi ve xuống xíu. Rồi gấp vô. Quá trời ơi. Cho mừng một thẻ nha bạn Pin. Vô rồi.
Rồi đi lại từ từ thôi nha. Ừ. Rồi vé xuống, vé xuống, vé xuống, gạt xuống. Ơ, bên kia, bên kia. À, được luôn rồi. Rồi tặng cái máy bắn nước, Kiệt Pin ơi. Quá, bạn Kiệt với bạn Pin trúng thưởng được gì rồi? Quá, quá trời luôn, bạn Pin trúng cái gì vậy? Trúng được thêm cây đồ câu nữa. Đồ câu nữa hả? Bạn Pin trúng được bình kẹo gấu với cái máy bắn nước luôn hả? Cái kiếm nữa kìa, đâu cái cặp màu hồng nữa hả? Rồi, vậy đi về nghe. Rồi, đi về. Ủa cái gì nặng dữ hả? Ủa có gì hả? Nguyên cô có gì nữa hả? Có gì trong cặp hồi vậy? Ủa trời ơi ghê quá. Ủa cô chạy đi, trời có mệt nó giết kìa. Ghê quá. Ủa trời ơi chạy đi biết đứa con. Con mệt nó cắn kìa. Trời ơi. Trời ơi, con bỏ đâu rồi, bạn Pin với bạn Kiệt? Sợ quá hả? Kêu Lộc đi, đứng đây kêu Lộc đi. À, Lộc bên kia kìa, kêu Lộc á. Ủa, kêu Lộc đi kiếm bỏ đi. Thôi đi kiếm bỏ coi nó nằm đâu rồi. Thôi đi kiếm con bỏ nha. Con kìa, lẹ ơi. Quá mắt nó chạy kìa, chớp chớp. Quá chụp lẹ lên. Quá rồi. Rồi được một con bọ rồi. Bọ màu xanh bạn ơi. Rồi đánh nó xỉu đi. Rồi cho con Biến cầm con bọ nha. Rồi đem lại cho anh Kiệt đi, đem lại cho anh Kiệt đi. Rồi Lộc ơi đi kiếm một con đi đi Lộc ơi. Quá đi kiếm cái còn con nữa đâu nữa không? Đâu? Wow, rồi nó chạy kìa, chụp nó nữa. Bao nó lỡ. Wow, rồi. Rồi. Trời ơi. Rồi đánh nó xỉu đi, đem về. Đem về luôn anh Kiệt đâu rồi? Đem về cho anh Kiệt coi nha. Quá wow, các bạn ơi, bạn Pin với bạn Kiệt bắt được hai con bò điều khiển nghe. Quá wow, con bò leo núi luôn hả? Nó lộn dữ hả? Quá wow, trời ơi, con nào mạnh hơn? Rồi con của bạn Kiệt lật luôn rồi kìa. Con của bạn Pin đâu? Rồi ra lui ra bằng Pin ơi. Wow. Rồi con này lặt dữ hả? Rồi bây giờ đua nha. Bây giờ con màu đỏ với con màu xanh đua cái con nào nhanh nè. Rồi đây nè các bạn ơi, bây giờ bạn Pin với bạn Kiệt sẽ đua con bò nghe. Rồi A Lộc đếm đi. Bấm. Wow, con nào nhanh rồi? Trời ơi, wow, con màu xanh nhanh dữ hả? Ủa wow, con màu xanh lộn vòng luôn rồi. Ờ, con màu đỏ lộn vòng thử coi. Quá wow, lộn luôn rồi. Hai con đang lộn nhau luôn. Rồi các bạn ơi, cái xe con bò này vui chứ hả? Ui, trời ơi. Wow. Rồi lật bánh luôn nè. Hay ghê chưa? Ồ, xe này mạnh quá các bạn ơi. Xe này như xe leo núi vậy đó. Con kia nó chạy rồi hả? Con này lật được không Pin? Đặt được không? Ồ, đây con này giống con dê sầu quá à. Rồi lật lên, lật xe vòng luôn, mạnh lên. Mạnh lên. Ôi, con này yếu dữ vậy. Lật, lật không nổi luôn hả? Đây các bạn, con này giờ nó lệch con bên rồi. Quá wow, rồi, lật luôn rồi, bấm mạnh lên. Con bấm nút này lật này đi, nút giữa. Ồ, rồi nó chạy không nổi luôn hả? Đây các bạn ơi, con màu xanh này nó mạnh hơn con màu đỏ. Ừ, con màu đỏ này nó dây lui với chạy thẳng được không à? Rồi bây giờ bắt nó về nghe. Wow, lộn ghê quá. Đâu con cái con đâu Pin, đem lại lộn với chung Minh Kiệt kìa. Đem lại lộn chung luôn. Chạy hết rồi chụp nó, rồi đem lại chỗ lộn chung luôn. Rồi bỏ vô hai con nào lộn nhanh hơn nè. Rồi hai con đụng nhau luôn. Rồi lộn nha. Ủa con màu đỏ lộn không nổi rồi các bạn ơi.
À, con màu đỏ bị yếu hơn rồi. Con màu đỏ bị yếu quá. Đây các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết rồi nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye.